Ủa, phòng này sao tự nhiên mở cửa vậy? Mở khùng mở điên hả? Ủa, nếu mà mở cửa thì chắc chắn phải có một cái gì đó chứ. Sao tự nhiên không có cái gì mà mở cửa? Rồi cái này ông vẫn cứt cái gì vậy? Ôi! What the hell? What the fuck? Cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Ồ, mới vô là khá có hình của khá một cái chiếc mặt nạ, và chúng ta tháo cái chiếc mặt nạ đó ra rồi cái chúng ta vô game. What happened? Where am I? What happened? Có chuyện gì vậy? Và tôi đang ở đâu? Setting được không? Cái con chuột nhạy quá. Mình đang có mặt tại một cái ngôi nhà, và cái ngôi nhà này hơi theo cái thiên hướng là gọi là phong cách cũ á, giống như là dạ cái ngôi nhà này nằm độc lập ở tại một cái khu rừng nha mọi người. Được á. Đây là căn phòng đầu tiên nha. Chúng ta thấy có một số cái quyển sách, rất là nhiều quyển sách. Hiện tại thì đang là 9 giờ kém 20. Ủa, 9 giờ 30 mấy nè. Ủa, 9 giờ 38 luôn kìa má. Oh my god. Bây giờ giờ của chúng ta cũng chính là 9 giờ 38. Và cái con game cũng đang là 9 giờ 38. À, mình bấm cái này thì nó sẽ sáng lên nữa. Ủa, 8 giờ 39, 8 giờ 38 lộn má. 8 giờ 38 nói lộn má ơi, lộn. Bây giờ đang là 8 giờ 38 luôn nè. Trên đây để là 8 giờ 38 luôn nè. Lộn má ơi, nói lộn 9 giờ 38 má ơi. Từ một cái sợ cái nó thành hết sợ má. Ồ, đéo gì game tối thui tụi lùi vậy. Chỗ này quá tối và chúng ta không thể thấy gì cả. Chúng ta cần có thêm ánh đèn. Lấy đèn cày được không? Hình như là mấy cái đoạn đường này đi không được. Muốn đi được phải có đèn hay sao á. Mà muốn có đèn thì phải kiếm đèn. Mà đèn ở đâu thì mình không biết. Giờ nhiệm vụ của mình là phải đi kiếm đèn á. Bình thường mấy cái game này là nó cho cầm đèn cày mà ta... Ôi. Cái gì đây? Trời ơi, cái tivi nữa hả? Trời đất ơi, coi cái đó bị đánh bản quyền chết mẹ đó bá, đừng có giỡn. Lần đầu mới thấy có một cái game mà bật cái tivi lên nó chiếu một cái đài truyền hình khác, nó chiếu một cái chương trình khác ở trên đó đó. Ơi, cái tiếng gì vậy? Cái tiếng giống như là có ai chạy cái gì vậy đó. Lên lầu được không? Đây rồi, đèn đây. Ôi, không lấy đèn được hả? Không lấy được. Chúng ta có một cái radio, nhưng mà một cái radio này không có nghe được. Oh my god nè. Hello, tối hôm vậy? Không có game này tối hôm rồi vậy cha. Game kinh dị thì làm kinh dị quá. Cái cửa này không mở được. Cửa này còn bị nứt nữa nè. Ồ, nhà này tới 3 tầng lận mấy shop. Cái đèn này không lấy được. Nhà này tới 3 cái tầng lận. I think là chúng ta có thể đi đi mở bất kỳ một cái nào bị khóa chẳng hạn. Có tiếng ai gõ cửa kìa mấy shop. À đồ, trên đây có một cái bức tranh nè. Đây rồi, trời ơi, đèn pin. Nhưng làm sao để cho nó sử dụng? Ồ, ôi, mình thức dậy tại đây. Và có một cái này nó. Cái đéo vậy? Có gì mà game kinh dị gì mà làm thấy ghê vậy má. Cái tiếng mở cửa rồi mấy cái này nữa. Có đèn pin rồi nhưng mà không có cho mở lên, nó kêu là sao á, nó kêu là bị hư cái gì rồi đó. Kêu mình cần phải sửa chữa gì đó mới xài được. Hình như chắc là phải mang cần một cái gì đó nữa. Ô, cái cửa này mở rồi nè. Cái cửa này nãy mở không được mà bây giờ mở rồi. Vậy là chắc chắn phải đi vô đây. Hàng gì hồi nãy cái con nhân vật nó kêu tôi là cái nó kêu là cái gì á. À đù, cái phòng này sao giống phòng tôi quá vậy. Có một cái bàn máy tính, một cái ghế ngồi chơi và một cái chỗ để ngủ, với lại có thêm mấy cái tấm dán tường những cái người mà mình thích đồ này nọ cái kiểu ở đây nè. Ồ, quy bu chúa, quy bu chúa. Ủa, sao không có cái dầu bưởi gì đây hết vậy bà? Là mở cửa cái phòng giữ chưa? Không có gì luôn hả? Rồi đi xuống thôi. À, nếu ơi cho em lời khuyên khi crush của mình hay đi nói chuyện với là đùa với người khác nhưng mà cho người khác được không anh, chứ giờ em tâm trạng buồn quá. Ôi trời ơi, em ơi, anh nói thiệt cho em nghe nha. Ở cái cuộc sống này không phải là anh muốn nói cái gì đó cho em đâu, nhưng mà đến khi sau này mà em cảm thấy em đủ lớn á, thì những cái chuyện mà em sẽ thấy là còn rất nhiều cái nó còn quý giá hơn là chuyện yêu đương rất nhiều. Không phải anh nói trên cương vị là anh cười cợt hay là nói cái gì đó về tình yêu của em đâu nha. Cái chuyện mà em crush bất kỳ ai á, là chuyện mỗi giai đoạn chúng ta đều sẽ có từng chúng ta trải qua. Nhưng mà anh nói thiệt là khi mà em nhìn xung quanh bản thân của em thì em sẽ thấy có nhiều cái nó quý giá hơn nhiều em. Chẳng hạn như gia đình mình, chẳng hạn như gia đình mình nè. Còn cái chuyện mà người ta thích người ta làm gì thì đó là cuộc sống của người ta mà. Cho dù là vợ mình đi chăng nữa thì cũng có những cái mình cũng phải giới hạn chứ. Đó gọi là quyền cá nhân, người ta thích làm gì người ta làm. Gì đâu buồn em ơi. Pin trên bàn kìa shop. Ủa, pin kế máy ảnh hả? Ồ, vậy nãy mà Hiếu không thấy. Hello con Nguyễn Khang nha, hello shop. Hello bạn Hồng Ngọc nha, hello Ben. Không có thấy cục pin thiệt luôn á. Nãy giờ lo đi không à. Game kinh dị mà nói kinh dị quá Hiếu ơi. Thì cái gì đâu buồn. Trượt cấp 3 thì sao nè anh Hiếu. Đó thấy không. Cái câu này nó nghe còn đau đớn hơn nè. Mà hồi trước thì Hiếu học thì Hiếu đâu học hết cấp có học hết cấp 3 lộn. Học hết cấp 3 thôi chứ không có học đại học. Thấy được rồi, thấy được cục pin rồi. Ủa, tôi thấy được cục pin rồi, vậy bây giờ tôi cần phải làm cái gì? Tôi làm cái gì để... Hay là... À, pin của cái camera nữa má ơi. Một cái ô camera. Nhưng mà không làm được gì hết. Cái pin camera này nhưng mà không làm được gì nữa hết. Rồi cái đèn pin. Lắp cái cục pin nó vô lỗ đít là xài được đó shop. Lắp cái đèn cày đốt nè, cái nhà là có sáng hết trơn rồi. Nhưng mà sao nó không có được cái kia? Sao mày kêu tao bỏ theo dõi vậy? Dạ má, unfollow là cái game. Cái máy ảnh già mọi người ơi, chúng ta có một cái máy ảnh già thôi nhưng mà không có bỏ vô được. Giờ nhìn thấy crush vui vẻ bên người khác cảm lắm đau lòng lắm. Anh Hiếu động viên em đi. Thôi cố lên nha em. Có gì đâu buồn em. Anh động viên mày mấy lần luôn rồi, anh kêu có gì đâu buồn. Mà anh nghĩ là em nên chia sẻ cho những người bạn hoặc là bạn gia đình của em á. Còn mà em nói em không có bạn bè hoặc là em không có gia đình thì anh cũng chịu với em luôn á. Anh không biết là em sống kiểu nào mà lại để mình rơi vô trầm cảm. Tôi nói thiệt, từ trước giờ cuộc đời của tôi màu hồng lắm á, không có bao giờ tôi biết buồn hết trơn, hiếm lắm. Buồn thì tôi đi chơi game thôi, easy. Đây nè. Ủa, tôi không mở cái cửa này được hả? Ơ, không mở được. Ơ, nó tự đóng luôn nè. Lấy cái đèn pin ra rồi gắn cái pin vào. Ồ, nãy tôi bấm nhưng mà không có được. Bấm cái nào để lấy được cái đèn pin ra? Cái game này nó thiết kế làm sao á. Tôi bấm tab hay là mấy cái gì đó không có. Mở cái máy ảnh ra để lấy pin nè. Sao không thấy cái nút nào để mở hả trời. Được. Không có cái nút nào luôn á. Kiểu đây là nó chỉ có nút là dơm lên thôi. Dơm lên hoặc là đặt xuống thôi. Không có thấy, thiệt luôn á, không có thấy. Bấm chữ pin là được anh. Có cái nịt á. Hay là phải cái khác nữa. Hello con Duyên Trần nha, hello em. Sau lưng anh có thêm một cái gì nữa kìa anh. Ừ, để tôi coi thử vô, đúng rồi, cái shop kia nói đúng á. Để vô phần setting coi về mấy cái nút của nó coi. Graphic, đồ này nọ. Sao trong đây nó không có phần cài phím ta? Surprise, enable, disable có. Nó không có nút cài phím á. Gì mà vừa mới vô mà khó như vậy. Diary my bay. Trời ơi má ơi, cái chữ gì mà thấy. À phải dòm lên. Ủa sao chữ gì, chữ nước ngoài gì mà ghi xấu quắc vậy má. Tôi đã mất đi. I have lost 10 the pound. Và tôi đã giảm đi được vài pound. Pound là cân nặng á. Một pound bằng nhiêu ký không biết. Tôi đã hoàn thành được cái good well là cái kế hoạch tốt của tôi. Và tôi cảm thấy rằng nó đang cố gắng vào cái mùa hè này. Tôi nghĩ mọi chuyện thật quá khó. Và tôi đang theo đuổi cái đam mê. Và tôi đang theo đuổi cái đam mê nhảy ban đêm. Nhưng mà không có bất kỳ một ai. Cái gì vậy trời. Trời ơi cái gì đây má. Everyone will have to come be the man me on how deep I am. Và tôi nghĩ là tôi sẽ fabulous return to the school. Khi mà mẹ của tôi và ba của tôi bắt đầu bất ngờ thì đó chính là lúc họ tin vào tôi có thể làm được. Họ không bao giờ tin vào tôi. Ủa là sao? Họ nói chung là hình như là cái này hình như là cái gì á. Này giống như là một cái bản ghi chú nhật ký á, nói là con nhỏ này nó vui gì nó giảm cân được hay sao á. Nó không có cái nút ô bình luôn á. Tôi dịch được có tới đó thôi nha mọi người. Rồi đi tìm kiếm anh mối tiếp thôi. Sao có đèn pin rồi, có pin rồi mà không bỏ vô đèn pin được. Không bỏ vô trong cái đèn pin được, cọc thế nhờ. Bấm chữ A hả? Bấm chữ A hả? Đâu để tôi thử hết tất cả các nút coi. Không có luôn. A B C D E S U F G I T L M O N O dấu cách space không, tất cả mọi thứ đều không có. Nó không có cái game này nó mắc cười cái là nó không có cài cái control của cái phím nút á, nó không có cái control của phím để mình biết là nó xài như nào, hay là không phải ở đây đó. Thôi đi tìm nữa đi, thôi cài đi, cái từ từ đi, có từ từ đi, cái từ từ đi. Có thể là không phải đó, có thể là không phải là mình gắn đó, đó. Lấy pin để làm một cái gì đó khác đó mọi người. Mình thử đi, từ từ. Thay vì mình cố để mình kiếm thì mình nên đi thêm để coi thử nó là sao. Không mở được, không có mở được. Cái dòng chữ hình tròn trên đó là cái mật mã hay gì kìa Hiếu? Cái chữ mà nó khoanh tròn nó như nó nhấn mạnh nó file label gì đó. Photo of the child, cái hình ảnh của một đứa trẻ, bỏ xuống. Thiếu pin đó ông già, lấy pin rồi mà. Con của ai khóc vậy? Con của chị Thảo, chị ruột Hiếu, cháu Hiếu, cháu ruột tôi. Đúng rồi. Hồi nãy cái ông kia ông nói cái tôi, cái này là cái cuốn sách. Đúng rồi, nó có rất nhiều cái mình chưa mở ra được nè. Hôm nay nó lắc sao vậy anh? Lắc do mạng á em, bên nhà anh cũng bị lắc nè. Bình thường tới tầm tối là lắc à, mấy cái nhà mạng là tới khoảng tầm tối thôi là lắc. Mấy cái cửa này mình cũng không mở được. Nó tắt nguồn, tắt điện hay là cái gì đó không? Lại thêm một bức tranh nữa nè. Cái này là bức tranh của hai đứa trẻ. Hồi nãy lấy bức tranh của một đứa trẻ. Lấy cái đèn cày đốt cái đèn pin hả? Là sao bà nội? Thua luôn á. Hỗ trợ cái mấy shop ơi. Tôi đố mấy ông biết là làm sao để được bật đèn pin á, tôi đố mấy ông luôn á. Tôi đố mấy bạn nào á, mấy bạn biết được làm sao là người bật được đèn pin được luôn á, tôi đố biết được luôn á. Không bao giờ các bạn biết được luôn á, tôi nói thề. Biết cái cách mở đèn pin là cách nào không? Biết cách nào không? Lăn cái con chuột. Đỡ nổi không? Không đỡ nổi. Đỡ nổi một cái tôi đi bằng cái đầu luôn á. Đỡ nổi cái đấy 8 thao. Cái cách mở đèn pin trong cái game này là lăn con chuột lên. Mấy cái cửa này có mở được không má, để biết còn chơi nữa. Không mở được, vậy là trên lầu hết nha. Đi từ từ thôi, để mình điều tra manh mối về cái nhà này để hiểu được cốt truyện của game. Chứ mình chơi nhiều trò tôi chơi xong tôi không hiểu mẹ vậy thôi. Nhiều trò tôi chơi xong cái ủa tự nhiên hết, tại vốn tiếng Anh của mình nó rất là ít ỏi á. Ô, cái phòng này chưa vô nè. Cái trần cái nhà này nó cũ rồi mới sấp. Comic of the Annie thế kỷ thứ 6 là sao? Để đọc coi. So what do you think you like it? Có nghĩa là à, cái này có nghĩa là như vậy nè. Cái này có nghĩa là cái dịch thôi, sử dụng dịch thôi. Má nó dịch đâu rồi, dịch của tôi đâu rồi. Dịch thôi để chụp lại cho điện thoại nó tự dịch thôi. Dịch cái ở trên trước nha. Dịch cái dịch cái này đi, dịch cái này trước đi. À vậy bạn nghĩ như thế nào? Bạn có thích nó không? Dân rất đẹp nhưng tôi không hiểu tại sao bạn cho chúng tôi thấy nó là dự án của trường học. Đa không, đó là điều tôi muốn làm. Ý tôi là tôi làm nó để sống. Ồ, video của bạn trên internet. Có biết nó, tôi biết nó nhưng mà nghe nó thật là điên rồ. Rồi để tiếp cái nữa. Annie con yêu, tôi sẽ dừng bạn ngay lập tức trước khi tôi tăng huyết áp. Bạn có thể lãng phí cả cuộc đời của mình bằng bất kỳ cách nào bạn muốn khi bạn đã thành thân, thế và linh hồn cho một cái trường cao đẳng ưu tiên của mình. Nhưng mẹ, bạn có biết rằng cha và một người chưa bao giờ ngăn bạn theo đuổi bất kỳ một cái sở thích nhỏ nào, nhưng sẽ không để bất cứ cái ý tưởng nào, bất cứ cái nào giữa bạn và những cái lớp trong cái lớp của bạn. Bạn có hiểu không? Không, nhưng mà Annie mẹ đứng, bạn có biết chúng tôi sẽ đầu tư bao nhiêu tiền không? Mọi sự hiếu sinh, thời gian và tài nguyên của bạn chúng tôi đều sẽ lãng phí thời gian vào việc gì? Bạn và những cái video ngắm như vậy, đó là sự thất bại lớn và của bạn. Hình như là cái này là nói là con bé này nó thích làm kiểu như nó thích làm mấy cái video gì đó nhưng mà không cho hay sao á. Trời ơi là trời, má ơi chơi mà có điện thoại dịch luôn, đã dịch đéo hiểu mẹ dịch. Là có dịch dữ chưa? Là có dịch dữ ma chưa má? Trời ơi là trời. Rồi cho tạm thời là chúng ta có thêm cái manh mối đó vậy đi nha. Manh mối nó là nó như vậy đó. Rồi xong một cái phòng ở trên lầu. Đi xuống phòng dưới. Có khi nào con bé làm video OnlyFans luôn má. Cũng đúng á. Chứ mắc là thấy mẹ nó ngăn cản không cho nó làm video rồi đó. Bên đó đúng không? Bên đó là những cái chỗ mà tối tăm chúng ta không thể giải được. Cội, cái gì nè? À, cái này là cái bức ảnh thứ ba của con nhỏ Annie. Hồi nãy là mình một cái manh mối thứ 6. Mình vậy là mình còn 6 cái manh mối nữa mình chưa kiếm được. Ồ. Ra là vậy. Này là giảm cân nè. Là còn 5 cái nữa. Ta cài cái cửa này không mở được. À cái cửa này ngay từ đầu là nó đã không đóng. Nó đã như này rồi. Rồi nó chia mình đi xuống dưới hầm rồi shop. Leo trèo hay là có cái gì đó được không? Không xuống được hả? Xuống đây được rồi nhưng mà dưới đây không có gì hết trơn. Nó cũng không cho đi ra luôn. Cái tên game Hiếu có ghi bên dưới bình luận đó. Cái chìa khóa. Nhưng mà cần phải có một cái gì đó để lấy nó. Con heo. con heo rồi quay. Tự nhiên cái trên tay, ố tự nhiên trên tay của nhỏ đó có cái chữ con heo quay. Máu kìa. Ơ không, cửa nào đóng được à? And I know you said you wanted to be alone, but I'm worried about you. Tôi đã nói với bạn đang không có một mình, nhưng mà làm ơn nếu nghe được cái này thì gọi lại cho tôi. Ray là ai ta? Tôi biết bạn đang rất muốn ở một mình, nhưng nếu mà nghe được thì gọi lại cho tôi. Manh mối đây rồi. Come on, bạn có thể nghỉ vào một tuần mà. Tối nay chúng ta sẽ open eye. Không Gary à, tôi không có sẵn sàng và tôi không có thích cái cảm giác đó. Hãy đến đây đi người bạn. Người bạn của tôi và chúng ta sẽ đi ăn tối. Tôi có rất là nhiều cái oversight. Và hãy Moon Knight, popcorn and ice cream. Không hiểu. Để dịch tiếp. Dịch bằng cái này coi. Dịch bằng phần dịch thuật coi. Annie lên lại, em chưa ra đời trong tuần. Trời ơi, ghé qua tối nay. Không, không có ăn đến đâu. Tôi không thực sự cảm thấy như vậy. Là bố mẹ em đi ra ngoài ăn tối rồi, nên mọi nhà riêng của mình chỉ có một mình đêm nay thôi. Đó, tới chúng ta sẽ ăn kem lạnh. Nhưng bạn không phải, bạn chỉ là, bạn chính xác là điểm tôi không muốn ăn trong cái buổi tối này. Tôi muốn béo nó nữa. Xin lỗi Annie, tôi không có ý kiến gì cho bạn. Rồi, có thêm một cái manh mối thứ hai của con này. Không hiểu. Này kiểu như là một cái gì đó. Nó dốt tiếng Anh, bởi vậy dốt tiếng Anh chơi game cũng là một cái điểm yếu á. Có ai dịch được cái này không mọi người? Này là giống như là con nhỏ này rủ cái con nhỏ kia qua ăn kem đồ này nọ đúng không? Nhưng mà cái con nhỏ này không có chịu nè. Xin lỗi Annie, tôi không nghĩ là tôi có thể làm theo cái option của bạn á. Đọc vậy tôi hiểu nè. Chippy Bloom Rotun, hãy nói tất cả mọi người là sẵn sàng. Và tôi là một cái quai le. Hãy đến đi, hãy đến đi. À cái con Annie là cái con này nè, cái con đang nói chuyện văn nước bọt nè. Tôi biết rồi, tôi không thích tất cả những cái đó đâu. Mà nói chung là hình như là con kia rủ con này đi qua nhà để chơi mà con nhỏ này nó không có chịu đi. Nè, đi xuống được rồi nè. Hồi nãy lúc đầu là không có xuống được, giờ là xuống được. This has been going on for almost a year now, Anne. I'm sorry, I mean it. You've been my best friend since first grade. But this is not you. Nhưng đó không còn là bạn. Giờ tôi cảm giác giống như là hình như nó nói là con nhỏ bạn bị thay đổi rồi gì đó. Hồi hai đứa này đã chơi từ rất lâu rồi, nhưng mà bây giờ hình như là drama hai chị em nè, drama chị em nè, drama hai người bạn thân đồ này nọ nè. Con nhỏ kia không còn thấy là con nhỏ nó giống bạn của mình nữa. Ồ, cái gì đây? Ồ, cái này có thể sẽ giúp chúng ta cố gắng lấy được cái chìa khóa. Ôi, ôi, đó là Shadow. Shadow là quỷ mà. Ôi, nó dí thiệt rồi kìa. Oh. Nó thấy tôi rồi. Ôi. Chạy thôi, nhanh lên. Oh. Sao nó đi nhanh quá vậy? Vậy làm sao đi qua nó được ta? Đâu vậy? À, nó kìa. Núp vô đi, đừng để cho nó thấy. Ok. Giải cứu bé thỏ. Ui, bị nổ bóng đèn rồi. Mấy ông thấy hay không? Không thể nào mà mấy ông có thể tìm được một cái kênh livestream nào mà vừa chơi game kinh dị mà vừa có tiếng của trẻ em khóc nữa nha. Vừa có tiếng trẻ em khóc mà vừa có game kinh dị nữa. Hay không? Không thể nào tìm được bất kỳ một cái kênh livestream nào mà có thể như vậy được đâu. Tiếng khóc trẻ con chạy bằng cơm nữa má. Dạ tôi là bé thỏ là lòng tiếng mà. The children of the lòng tiếng. Ủa tôi chạy ngược đường hả hay sao? Ôi chạy đúng đường không ta? Đúng rồi đúng không? Đúng rồi. Nên đi qua bên đây nè. Không có cái cửa nào mở được hết vậy? What the hell? Ôi sao đường tối thui vậy? Vậy là cái cửa này rồi. Không mở được luôn hả? Oh no. Không có bất kỳ một cái cửa nào mở được hết á. Đây. Vậy là ngõ này. Cũng không phải luôn. À, cái chỗ lấy cái chìa khóa, đúng rồi. Cái chỗ lấy chìa khóa ở đâu quên mẹ rồi, không nhớ nữa. Nhưng mà bên đó hết đường đi rồi. Hình như là chỉ còn mỗi đường đi bên này thôi à. Ủa, hồi nãy mình vừa mới chạy từ dưới này mình chạy lên mà. Đúng không? Mình vừa mới chạy từ dưới đó mình chạy lên. Vậy là nó phải nằm ở đâu đây chứ. Cái gì đây, Isekai hả? Má ơi nó, trời ơi, má nó hù quá nó đau tim luôn á trời. À quên mất, hồi nãy là mình bị đưa vô trong cái thế giới nào đó đó, nên mình mới lấy được cái ốc chích nè, lấy được cái tu chích. Má hù cái sợ luôn á trời, má hù cái bể ngực luôn á. Chơi game kinh dị cái kênh chat tại màu đỏ luôn hả? Hảo hán thiệt á. Ha, mà tùy lúc đó, có lúc nó màu xanh, có lúc nó màu trắng nữa. Nó là cái tính năng gì của Facebook á, hình như là nó biết mình chơi game kinh dị á nên là... Ôi, vậy nó thui hả? Nó ôm vậy? Không mở được cửa này hả ta? Mình có chìa khóa rồi mà sao mình không mở cửa đó được? À, tôi nhớ rồi. Tôi nhớ rồi, trên đây có nhiều phòng mình chưa mở được lắm. Tầng trên nữa. Đây, tầng này mở cũng không được nè. Không mở được luôn. Vậy là nó nằm ở cái tầng nào ta? Hồi nãy mình sợ quá mình chạy không mà mình đâu có nhìn. Mình lo mình chạy không mà mình đâu có để ý mình tìm mấy cái manh mối đâu. Hình như là nãy giờ tôi vẫn chưa hiểu về cốt truyện á. Tôi chỉ biết là trong đây là có nhân vật là coi mình, hình như mình là con Annie á, mình là cái con nhỏ đây nè, đúng rồi, mình là con Annie là nhân vật chính á. Con Annie này nó có một con nhỏ bạn mà con Annie này đang trong cái giai đoạn gọi là nó giảm cân á. Tôi không biết là tại sao nó giảm cân nữa. Nhưng mà đó một cái đĩa cũ, một cái chiếc đĩa cũ, bài file, bài on the run, bài alive fighting the demon. Cái gu âm nhạc chỗ này cũng có nè. Cái kênh chat của tôi bình thường nè. Ồ vậy là tùy người hả? Kênh chat của Hiếu cũng màu đỏ nè. Cái khung chat của Hiếu màu đỏ. À hay là mở cửa chính ta? À không phải mở cửa chính rồi, nếu mà mở cửa chính thì nó hơi tào lao. Không mở được luôn hả? Không mở được bất kỳ chỗ nào hết. Mình lấy chìa khóa. À hay là dưới hầm ta? Đúng rồi, dưới hầm có một căn cửa, nhớ rồi. Dưới hầm cũng có một cánh cửa nữa. Đúng rồi, đây nè, mở ở đây nè. Oh. Leo trèo rồi, leo trèo rồi, leo trèo rồi. Đó. Thì ra cái tiếng gõ cửa nó bắt đầu từ đây. Cốc 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 cốc, tôi cũng cốc 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 nè. Không qua được à? Ồ, Hiếu giờ mới lấy được một cái gì đó đó. Chắc cái đó dùng để mở cái cửa này quá. Không mở được. chìa khóa, chìa khuyết gì đây không? Cứu cái base up, cứu cái base up. Tarot, này là bài tarot. Ồ, thì ra là ở đây. Ở đây có một cái cửa. Ôi. Ồ, cửa nó tự mở với mấy shop. Nó dẫn mình mở cái cửa đó, rồi nó dẫn mình đi ra lại chỗ này. Kỳ vậy. Ủa là sao ta? Nội dung game và cái cốt truyện là cái gì? Chưa, chúng ta đang đi tìm hiểu về game mà sắp. Nãy giờ thì Hiếu chỉ biết là giống như là có một nhân vật tên là Annie và đang cô bé nó cố gắng nó giảm cân thôi, nó có những người bạn rồi những gia đình đồ này nọ, mới biết vậy thôi. Đưa cho tôi chìa khóa rồi, đưa cho tôi nhiều thứ rồi. Ồ, 9:20 rồi hả? Cái game này nó cập nhật. Ôi, cái game này nó cập nhật đúng giờ của mình luôn hả? Hồi nãy tôi bắt đầu là 8:40, 8:38. Bây giờ tới 9:20, nó đúng luôn. Nó đúng giờ, đúng giấc luôn á. Oh wow. Game này thời gian thật hả ta? Game đã theo thời gian thật hả mấy shop? Chỗ này là hồi nãy mình đi vô rồi nè đúng không? Nó đưa mình đi lên chỗ của một cái màu đỏ. Rốt cuộc là mình... Ủa? Chỗ này nhìn lạ vậy? Ơ? Chỗ này nhìn lạ vậy? À! Hình như là thời gian thay đổi nên là cái không gian nó cũng thay đổi luôn á. Even if the eyewear they would be not, hình như là cái này đã bị hư rồi đó. Và tôi đang nói chuyện với bạn, đây là tất cả những gì mà tôi có thể. Ok, tôi sẽ giúp cho. Và chúng ta cần có một cái break. Bạn có đi ăn tối không? Ok, tôi nghĩ là chúng ta có thể gặp nhau vào lúc 7 giờ tối và có thể là trễ hơn, không đi trễ. Và tôi hy vọng rằng mình sẵn sàng để livestream làm cái chuyện đó. Ok, rồi tôi biết rồi. Vậy thì chúng ta sẽ đến hẹn gặp tại cái chỗ Social Media. Thì ra là con nhỏ này, nếu mà con bạn thân của nhỏ này rủ nhỏ này đi ăn, nhỏ này không có chịu. Nhưng mà cái thằng này xếp nhỏ này sửa cái ghế á, thì con nhỏ này lại chịu đi ăn tối với thằng này. Ok, ra là vậy, Naruto. Rồi chúng ta cùng đi tìm hiểu xem có chuyện gì ở đây nữa. Xong nó cũng mang mình ra lại chỗ này. Ý là như chỗ nào màu đỏ là có đèn cày thôi mà. Ây da, cú giá của mấy shop ơi. Ồ, ồ, hình như là hình như là mình bị thiếu một cái gì đó đó. À, hàng gì? Hàng gì tôi quên mất tiêu là tại sao nó cho cái tivi mà chiếu được. Hiếu bị thiếu một cái rồi. Hình như là mình bị thiếu cái cuộn băng cassette á. Cái băng nhạc ở đâu ta? Cái băng nhạc vậy là chắc chắn nằm ở dưới đường tầng hầm rồi. Từ từ để tôi chắc lại một vòng nữa cho nó kỹ cái. Ở đây là cái chỗ mới cho nên là chắc chắn không có. Nó chỉ nằm ở tầng này. Nó nằm ở tầng này hoặc là tầng trên hoặc là dưới hầm thôi. Có ba cái trường hợp đó thôi. Phòng của con nhỏ này thì không, phòng của con nhỏ này không. Đây đây. Ơ, cái này không phải. Đây nè, CD nè. À, không phải luôn. Nó chỉ là cái đĩa nhạc thôi. Lên trên lại đi, cái chỗ cái đĩa nhạc đó nó không cho lấy. Chắc ở trên này quá. Tầng 3. Tầng 3 lên rồi nhưng mà tầng 3 không có đĩa CD, không có băng cassette, không có gì đây hết. Không mở cửa tầng này ra được. Cái bức tranh ở cái tầng trệt đó Níu. Bức tranh tầng 1 hả? Bức tranh hả? Ồ, bức tranh này hả? Ồ, Hiếu mới lấy được một cái gì á. Ủa, cái đó phải cái băng không? À, không phải. Tôi lấy được cái tranh đó rồi mà. Vậy là cái tranh đó nó sẽ giúp cho mình mở được một cái cửa nào đó rồi. Hiếu mở cái tranh đó rồi đó. Nó không có cho mở tab đó mấy shop. Cái này nó không có cho mở tab là cái gì luôn. Cút luôn. Cái này dễ cút quá à. Có cứu không? Có cứu không? Có ai cứu cái này không? Có ai cứu tôi cái này không? Hay là nằm ở dưới hầm nha. Đây là mình đi hết rồi. Cái chỗ cái tranh này cũng không còn gì hết. Mình xé ra rồi. Đây là khuôn mặt của một người con trai và có một con mèo. Mới đi qua hầm thôi. Vậy là nằm ở đâu đó rồi. Bức tường kế bên cái tranh kìa. Bức tường kế bên tranh có gì ta? Cái bức tường kế bên cái tranh đâu nhờ? Không có đúng không? Hiếu chơi mà tôi nhìn tối gối nùi luôn, đi đâu buồn. Kênh chat bây giờ chỉ bàn về kiếp đỏ đen không Hiếu. Không, cái khung chat của cái Facebook nó vậy đó. Mấy ông mà ao ra vô lại mấy lần nữa là thành màu khác á. Ao ra vô lại là nó thành màu khác à. Cái đó gọi là cái chế độ của Facebook mà. Cái này có lâu rồi. Mà hồi nãy là bất ngờ là do là mình đang chơi game kinh dị cái nó thành màu đỏ luôn. Mẹ. Trời ơi, tôi kiếm game kinh dị chơi mà tôi kiếm trúng cái game gì để trời ơi. Ủa vậy hồi nãy ở trong cái thùng ở trên cái tầng hầm này không phải là cuộn băng hả ta? Vậy nó cho mình cái gì cái đó ta? Ở trong cái hộp này nè. Nãy trong cái hộp này nè không phải là cái cuộn băng mà là cái dầu bưởi gì á. Phải cái này không? Không phải, cái này tarot. Cái quyển sách đó chính là cái quyển sách đó chính là cái đó gọi là cái gì á, cái mảnh tranh đó. Mảnh tranh đó lấy rồi. Lăn chuột thử đi anh. Ở đâu thử rồi, để xuống tới đó thử coi lăn chuột coi nó có được không. Tôi cũng không biết cái này nó cơ chế của nó là như nào nữa. Không có được. Ủa sao người ta là sao? Sao người ta nói tôi lỡ nghe bức tranh hoài mà tôi thấy cái bức tranh có gì đâu ta? Cái khung nào? No, mình bị thiếu một cái gì đó rồi. Một cái bánh mối gì đó rồi. Lên lầu. Cái phòng sát vách tìm cái bức tranh của con Ray. Vô phòng. Vô phòng sát cái bức tranh. Trời ơi, cái phòng nào? Lên lầu. Phòng nào? Đây có nhiều phòng lắm đó. Cái khung tầng hầm của cái cầu thang đi kìa. Cái khung tầng hầm của cái cầu thang hả? Cái khung tầng hầm của cái cầu thang. Khung tầng hầm của cái cầu thang đâu bé? Đâu ta? Không có thấy. Mới thấy cái chậu cây kia phát sáng kìa ông già. Cái đèn cày đó đó. Leo lên lầu. Vô cái phòng gần cửa sổ tìm cái bức tranh của con Reggie. Lên lầu. Bức tranh gần cái lên lầu. Bức tranh ở sau lưng cái chậu hoa kế cái tranh. Sau lưng chậu hoa kế cái tranh rồi lên lầu nữa đúng không? Rồi để từ từ tôi đi kiếm. Đây nè. Đây là cái bức tranh gì nè. Rồi. Đây, cái chậu hoa đây. Cái bức tranh, cái bức tranh đây. Cái bức tranh lấy rồi, lấy cái miếng nó xuống rồi. Mà cái miếng đó để làm gì tôi cũng không biết nữa. Bức tranh trên lầu kế cửa sổ. Là ở đây chỉ có vài bức tranh thôi. Đây không có luôn. Tranh trên lầu kế cửa sổ. Bức tranh trên lầu kế cửa sổ. Không phải là bức tranh này hả? Không phải là cái này hả? Bấm tab thử đi Hiếu. Không có, bấm tab nó không có ăn nhập gì hết. Sao nếu kêu mọi người unfollow vậy anh? Cái tên game là tên là unfollow má. Không thấy. Hello bạn Phạm Ngọc Hùng nha, hello fan. Cái khung cửa, cái cầu thang ở tầng hầm có cái đèn đỏ. Có cái khung lắp vô được không Hiếu? Hình như là không, không có thấy. Sao không thấy cái gì nữa ta? Thôi chịu luôn á. Cái này cút luôn. Cái này chịu luôn rồi. Đúng là nên chơi game nào mà nó bán bằng tiền á. Mình lựa game miễn phí mình chơi. Mình lựa game miễn phí mình chơi nó như cái dầu bưởi vậy á. Má 10 giờ up livestream mà chưa giải được cái quần què gì ở đây hết. Thua. Hay là cái bức tranh này. Cái cửa này đâu có mở được đâu. Ồ, thì ra là vậy. Cái cửa này mở được nè mấy mẹ ơi. Trời ơi là trời. Tưởng cửa trời ơi trong đây nè. Mẹ nè. Anger Bargaining Disable. Cái này sao giống như là cái dòng xoáy cảm ức quá vậy? Cảm xúc. Này là cái gì đây? Cái này là con Bakugo. Baku, cái này con Baku nè. Ủa? Ghi manh máu gì vậy hả mẹ? Trời ơi là trời. Có setup không? Nãy tôi có tắt cái bớt sub không? Hay là gì không? Surprise sai nè, bích nè, để bự đi. Coi thử coi. Reach. Không có gì đây luôn hả? Ok, file. Đây là một con chó. Đây. Chris. À, trời ơi, cái ông kia cũng kêu tôi là cái này nữa hả? Là cái này nữa hả? Ôi, từ từ súp đâu, không súp sao vậy? Giờ game có phép màu, phép thuật gì ở đây nữa vậy? Trời ơi là trời, đang chơi game kinh dị, tôi chuyển sinh vào thế giới của phép màu. Rồi, what the hell, what the hell, what the hell, what the hell, what the hell. Đang chơi game kinh dị, tôi chuyển sinh vào thế giới phép thuật. Không hiểu luôn. What the name, what the name. Still no updates on the sudden disappearance of world-renowned online personality Akidera. The girl has gone missing from her Tokyo apartment. Ơi, Hiếu bấm cái gì đó cái nó mất luôn rồi. Cái subscribe enable nè nó mất luôn rồi, nó trời ơi, mất luôn cái sub luôn rồi, cái cút tôi luôn rồi. Though an anonymous insider claims she's been complaining about odd followers. Her boyfriend is yet to release an official statement. Aki's family flew to Japan and made a public plea this morning. Please come on. We hope for the best, don't give up. We will cover any major update. Tôi nghe được cái gì đó là nói gì mà khá mưu đồ á, kẻ sát nhân hay là người bắt cóc gì đó. Rồi khá gia đình và bạn trai của đang đi kiếm, không biết là ai bị bắt cóc nữa. Không biết ai bị bắt cóc hay ai bị sát hại, mà gia đình với lại người thân đi kiếm bạn trai gì, đi kiếm quá trời kìa. Bạn trai đi kiếm thì chắc chắn phải là con gái rồi. Chẳng lẽ là con trai? Không có đâu. Một bạn trai bị bắt cóc và bạn trai của anh ta đang đi tìm anh ta. Không có đâu. Không qua đâu. Vẫn chưa mở được cái cửa đó à. Oh. Cửa này mở rồi. Cái này mở không được. Đây là cái gì đây? Book Cooking with Jun. Cái này là cuốn sách nấu ăn cùng với lại Jun. Trời ơi là trời, Jun là ông nào vậy? Tôi không biết, tôi chỉ biết chị Huệ thôi. Chị Huệ nấu ăn ngon. Ơi. Aki là ai? Bạn là Aki. Tôi cần bạn giúp tôi ra khỏi đây. Bạn làm gì trong đó? Tôi không biết nữa. Tôi không nhớ gì. Giờ tôi không biết có chuyện gì. Tại sao tôi ở đây? Nhưng mà tôi cần phải làm gì đây? Hãy break cái tivi đi. Làm bằng cách nào? Tao không quan tâm, hãy làm đi. Nó kêu là tôi hãy break cái tivi đi. Break TV là break cái gì má? Break TV là cái gì? À, tháo cái TV hả? Break hả? À, break là làm bể, làm vỡ đồ đó hả? Oh my god. Cái gì vậy? Sao cái tầng hầm giờ tự nhiên nó tối thui vậy? Cái tầng hầm tối thui vậy ai dám vô má. Nhưng mà tôi nhìn là tôi biết là phải đi cái tầng hầm đó rồi đó. Chắc chắn rồi đó. Ủa phải không? Phải cái tầng hầm không? Cũng có thể là không á. Cửa này tới giờ mà vẫn chưa mở được luôn hả? Cái cửa cho nó mở hết rồi, tầng này hết rồi. Vậy chắc chắn là tầng hầm rồi. Tôi dốt tiếng Anh, tôi cũng dốt tiếng Anh mà. Cái game gì mà cái nhà rộng như vậy Hiếu? Game kinh dị nào nó cũng làm vậy hết đó bé. Mấy... Ủa tưởng mở được ấy chứ. Tôi tưởng là mở cái cạch vậy là nó mở được á, về chỉ là mở hí ra thôi. Vô nhà coi có chìa khóa không shop. Rồi nãy lấy cái chìa khóa mở cái gì rồi. Từ từ để tôi đi lại cái phòng hồi nãy coi. Phòng này. Ồ, đây còn một cái cửa hả? Ờ, cửa nó mở không được. Bức tranh nè. Để ý vô mấy cái oh. Đầu queo nghĩa là gì ta? Hình như cái đầu quay này nè. Cái đầu quay này nó mang nghĩa là cái gì nè? Ô sao vẽ tranh gì sao nhìn giống như mấy bộ tôi hay đọc quá vậy? Con cá vàng đã tới, hãy giấu cái chip đi, nhưng bạn không sợ chìm bằng tất cả những cái món bơm màu đỏ. Nếu bạn không thể bóng đá, bạn sẽ dọn bể bơi. Nào, hãy xem béo có nổi được không nào. Ồ, ai da, thì ra là vậy. Hèn gì cái con Annie này nó cố gắng để nó giảm cân má ơi. Hèn gì hả cái con. À vậy là cái con Ri á, cái con bạn của nhỏ này rủ con nhỏ này đi chơi nhưng mà nhỏ nó không chịu đi á. Cho nên là hình như là cái thằng nào dụ con nhỏ này đi được, dụ ra đây bơi, bắt nhỏ này bận đồ bikini á, xong cái chê con nhỏ này mập má. Xong mình nói nhỏ này là cái mập sẽ không nổi được. Ồ, ra là vậy. Cốt truyện game cũng vậy thôi hả? Ồ. Cốt truyện game cơ bản mà. Trời ơi là trời. Cái cuộn băng mà chúng ta đi tìm từ hồi nãy giờ nằm ở đây nè. Ôi, nhưng mà tiếng gì vậy? Ôi. Phòng này tự nhiên mở cửa vậy má. Ủa, phòng này sao tự nhiên mở cửa vậy? Mở khùng mở điên hả? Ủa, nếu mà mở cửa thì chắc chắn phải có một cái gì đó chứ. Sao tự nhiên không có cái gì mà mở cửa? Rồi cái này ống dẫn cức cái gì vậy? Ôi! What the hell? Cái gì vậy? Cái này là cái gì vậy? Hersh Sabatireti Ribisi Bear. Như là một cái bữa ăn tốt cho tim mạch á. Hảo hán vậy. 30 phút nấu, 3 người ăn. Này là một cái mức độ trung bình. Chúng ta cần có một cái Hersh là một cái trái tim, 0,5 lít sữa, và một cái spaghetti, và một cái meo bồ. Ồ, ok. Á ơi ghê quá vậy. À là giờ sao? Hiếu đi làm đồ ăn cho nó hả? Hay sao? Nó muốn ăn trái tim người. Từ từ để tôi bỏ cái cuộn băng vô đây đã. The animal in you. Cái con quái vật bên trong bạn hả? Là sao? Chào mừng tất cả các bạn đến với chương trình Thế Giới Động Vật. Vô. Chúng ta khá đến với lại đài Thế Giới Động Vật thôi. Ngồi yên coi đi nè. Wow, có cá heo, có cáo, có hồ ly, có chim đại bàng, có sứa, có hổ, có sư tử. Chào mừng tất cả các bạn đến với lại thế giới của động vật. Và cái câu hỏi ngày hôm nay là bạn có đặt... Đừng lo về điều đó. Oh. Ồ. But let me tell you something. as you're crawling and cowering in the dark somewhere underground, you're missing out on what's above. All the flowers and the plants out in the sun. You can't see them thrive. Or maybe you don't care. Actually, you're neglecting them. But if you don't take care of plants, do you know what happens? They die. And ignoring them will only make them die sooner. So, instead of running away from your problems, why don't you start crawling to the surface? Why don't you start to love yourself and take good care? Don't you want to share the sun with the flowers? Oh, tính ra là cái sức mạnh của lời nói nó rất là ghê nha. Nè, ví dụ nha, khi mà hồi nãy chúng ta thấy cái hình ảnh của một cái con đó, cái con ma nãy trong đó nó giống như là một cái con trùng vậy đó, giống một cái con giun đó, thì khi mà mình nghe cái đài này nói là bạn có những cái tập tính giống như cái con vật hay không, hay là bên trong bạn cũng tồn tại một số cái đặc tính của con vật đó, chẳng hạn như là con giun đất á, là nó thường nó chui xuống dưới đất và nó kiểu như là nó không có sống ở trên bề mặt trên á, và nó luôn chọn khi nó sống không có ánh mặt trời, giống như là cái con ánh đi nè. Cái con ánh đi này á là nó tự ti về bản thân của nó, giống như là con trùng vậy đó. Con trùng thì nó cũng kiểu như là nó chỉ có chống chui chống nhủi ở bên dưới thôi, nhưng mà khi á, mà những cái con vật khác nó sống ở bên ngoài á, thì nó rất là dễ bị săn bắt, chẳng hạn như là nó sẽ bị những cái người khác săn rồi giết nó đó. Nhưng mà cái con giun á thì nó sống ở dưới nó khá là an toàn, tại vì dưới đó là địa bàn của nó, là mang một cái hướng gọi là minh chứng cho là, cho nên vì vậy bạn hãy cố gắng sống cuộc đời của bạn và yêu thương bản thân của bạn, thấy chưa? Thì ghê không? Tuy là tôi dịch tiếng Anh ngu, nhưng mà nếu mà có những cái mà gọi là để mà chi tiết như vậy để suy luận á, là tôi suy luận rất là đỉnh, giỏi không? Tôi không biết phải không nữa. Đưa đồ ăn cho nó má. Có spaghetti nè, có spaghetti nè. Sữa, mình cần sữa đó. Ơ. Tủ lạnh mở được không? Không mở được tủ lạnh. Ở đây không có sữa hả? Ở đây chỉ có spaghetti thôi à. Mình cần một cái trái tim, một cái sữa. Sữa trong đây không có. Đi thôi, đi ra đây thôi, đi ra khỏi đây thôi. Cái này đọc rồi. Lên phòng có cái máy quay ấy hả? À đây, sữa đây. À, là cái nào màu trắng thì nó sẽ hiện lên cho mình hả? Ồ, ra là vậy. Vậy mình đừng có bật đèn pin lên. Bật đèn pin lên có nhiều cái manh mối mình không thấy được á. Miêu nè, ok có miêu rồi. Có sữa, có miêu. Đợi xíu nha bà nội nha, đợi xíu nha, tôi đưa cho bà ăn liền ha. Trời đất ơi, chết đói tới vậy luôn hả? Không, mà nhìn vẫn ghê thiệt nha, cái khúc này làm ghê thiệt á. Tính là nguyên cái con game này được đúng mỗi khúc này thôi đó. Còn lại cút hết rồi. Trên phòng có máy quay, có trái tim hả? Ok, thank you em nha Chí Toàn. Ủa? Phòng có máy quay là phòng nào ta? À, phòng dưới, lộn. Phòng này nè. Máy quay là phòng này, đây. Trái tim đâu? Đây. Ok, đủ trái tim, đủ sốt spaghetti, đủ không phải 5 ml sữa gì đó, đủ hết rồi đó. Ơ, chết mẹ. Cái đường đi qua cái bếp là đường nào Hiếu quên rồi. Ơ, quên mẹ cái đường đi qua cái bếp rồi. Ơ, chết mẹ rồi, quên đường rồi. Ok, đủ rồi nè. Ăn đi mày, mẹ mày. Ủa? À, chưa bưng cái nồi ra má ơi. Đây, một cái trái tim có hình trang trí đàng hoàng, ăn đi. Dọng vô họng mày đi. Mẹ nó. Đưa cho nó đi. Ôi, quay luôn cảnh này hả, ghê vậy? Sao không quay? Trời, đúng là game kinh dị miễn phí mà. Đúng là game kinh dị miễn phí mà. Nó ăn chưa? Nó ăn rồi, nó mất rồi nè. Mất rồi. Nó cúp rồi. Xong rồi đó hả? Xong chưa? Ồ, những lời chế giễu của những người bạn nó khi còn đi học. Mày là một con heo mập, mày là một con ngu ngốc. Chúc mừng mày được 100 kg. I thought that everyone would have noticed my change when I went back to school with my new look. They'd been making fun of me for years. They'd made me feel like a freak. And after I starved myself for an entire summer, nobody even came to me to apologize or say something nice. Nothing. Wow. I'm not their freak show anymore. And now they don't see me. But they won't ignore me forever. I'm better than them. I'm special. They'll be forced to look at me. À, ok. Hiểu. Là suy cho cùng thì con nhỏ đó đã vượt qua được cái con quái vật bên trong bản thân của nó đó. Đó chính là cái con quái vật về sự ăn uống, cũng như là cái con quái vật mà về sự kiểu như là nó buồn bã về những cái lời nói của những người xung quanh đó đó. One look, the heat is rising, and I've been cold for so long.